nhà đất Hằng đi. Chuyên bán nhà phố quận Gò Vấp và các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tất cả các anh chị đang thân mến. Và để tiếp tục về thống nhà đẹp, ngày hôm nay Hằng đi giới thiệu một căn nhà phố được gia chủ mình đầu tư rất là tâm huyết luôn nè. Đó, với không gian bếp sang xịn thông thoáng, được gia chủ mình thiết kế full hệ thống chất liệu gỗ an cường. Mấy chị, mấy cô tương đối thích cho không gian này luôn. Một ngôi nhà có thiết kế thang máy với diện tích chiều ngang là 4m2, chiều sâu là 16m, đầy đủ công năng cho đại gia đình mình an cư sinh sống. Và cùng Hằng Ni chúng ta di chuyển đến tham quan ngôi nhà nè. Và ngôi nhà hôm nay Hằng đi giới thiệu tọa lạc trong khu phân lô xây dựng mới, một trục đường số kết nối với đường Phạm Văn Chiêu, đường Nguyễn Văn Khối, đường Quang Trung, thuộc phường 14 quận Gò Vấp nè cả nhà. Đó, đường xá lưu thông tương đối thoải mái, sạch sẽ, an ninh, đường trải nhựa rộng 6m, hai chiếc xe ô tô chúng ta di chuyển tránh nhau thoải mái, một vị trí tương đối đẹp, bao bọc xung quanh là rất là nhiều tiện ích luôn, chỉ từ 100 đến 200m là mình có đầy đủ chợ, siêu thị, trường học. Nhà mình thì kế bên chợ Thạch Đà và nhà thờ Thạch Đà luôn nè cả nhà. Nhà mình tọa lạc trong con hẻm thông bàn cờ thông tứ tung, vị trí thích hợp vừa ở, mở văn phòng công ty, tiệm nail, tiệm tóc, kinh doanh mua bán nhỏ nhỏ tại nhà cũng được luôn. Đó, kết cấu chuẩn là một trệt một lửng, 3 lầu thêm ban công sân thượng bên trên nữa. Mẫu thiết kế hiện đại, mỗi tầng gia chủ đều có chỗ ban công ở bên ngoài. Nhà mình thuộc hướng chính là hướng đông, phù hợp khách hàng mình cứ mời là đông tứ trạch. Với diện tích chiều ngang là 4m2, chiều sâu là 16m. Công năng sử dụng bên trong nhà rờm, phòng khách, phòng bếp, khu vực radar ô tô. Bên trên có tổng là 4 phòng ngủ. Và đặc biệt là nhà mình được gia chủ có đầu tư thang máy nè, phòng xông hơi, phòng spa chăm sóc da, phòng thờ, ban công, sân thượng đầy đủ luôn. Và gia chủ đang rao bán cho ngôi nhà này với mức giá là 11 tỷ 500 triệu đồng. Giá còn thương lượng trực tiếp chủ nhà của mình nữa. Phần đi số trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà. Đó, cùng em chúng ta ngắm như là một lần nữa kiến trúc mặt tiền chính phía trước. Và nhà được gia chủ trang bị gồm hai lớp cửa, một lớp cửa sắt 4 cánh, bên trong thêm một lớp cửa cuốn nữa nè. Tài khoản không gian khu vực tầng trệt được gia chủ thiết kế nằm ra ô tô, liên thông với phòng khách bên trong. Đó, một không gian tương đối rộng rãi và thoải mái, cả nhà mình có thể là đổ xe ô tô 4 chỗ 7 chỗ xe bán tải nè cả nhà. Từ khoảng không gian khu vực bên trong này trải dài ra phía trước là gần lên tới 8m lận. Mình có thể đậu được một chiếc xe ô tô thêm một hàng xe máy nữa, hoặc có là vị trí có thể là mở văn phòng công ty, kinh doanh mua bán online. Gia chủ thì rất là chăm chút cho ngôi nhà này luôn. Mình có kệ tủ để giày dép âm tường vào bên trong, gạch thì ốp cao phun trần sạch sẽ dễ lau chùi, tông chủ đạo là màu xám. Bên dưới gạch của mình gạch 4 kiến chống trầy chống chân trợt 80-80. Đó, không gian từ khu vực bên ngoài nhìn vào bên trong này cả nhà, tương đối thông thoáng và thoải mái cho gia đình của mình. Và đặc biệt có là ngôi nhà này gia chủ mình rất là chăm chút và cái độ phong thủy của mình thiết kế cho mình nè, sinh lão bệnh tử sinh, ốp đá ma bồ, có đèn đã chiếu sáng bên dưới. Và không gian khu vực toilet của mình đó còn thiết kế cho mình một cái vách ngăn riêng biệt phía trước và phía sau, mình hơi lòi ra một tí á, che chắn là khu vực toilet bên trong. Toilet sử dụng tại tầng trệt nè, bồn vệ sinh, lavabo, đường soi, giá treo đồ, gạch ốp cao phun trần đúng cả nhà, tương đối sạch sẽ dễ lau chùi. Và không gian bên ngoài là mình có tiểu cảnh mini, khoảng này là bên trên thông lên ô cửa giếng trời ánh sáng trực tiếp cho ngôi nhà, đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn. Và cùng Hằng đi chúng ta bắt đầu di chuyển đến không gian khu vực phòng khách xây dựng là tầng ngược phía sau đó. Gia chủ mình có sử dụng tiểu cảnh nè để những cái đồ trưng bày nhìn rất là chill luôn á. Một ngôi nhà có thiết kế thang máy, thang bộ, phù hợp cái nhà mình an cư sinh sống, dành tặng cho ông bà lớn tuổi trong gia đình thì quá là phù hợp. Phòng khách của mình có sofa, bàn trà, kệ tủ tivi, tivi nè cả nhà. Khoảng này nhìn thông tầng nhìn lên phía trên, bên trên là mình có đèn chùm nè,
hệ thống đèn chùm hình những cái giọt nước rơi nhìn rất là nhẹ nhàng và chill luôn á. Đó, một căn nhà tông chủ đạo là màu trắng, sân tường màu trắng. Cuối nhà của mình được gia chủ thiết kế là gạch ốp cao phun trần lên trên luôn, vô cùng sạch sẽ, dễ lau chùi. Và cuối nhà của mình được gia chủ thiết kế cho mình nè, bên dưới là một chậu cây mini, bên trên đó là ô cửa sổ hiến trời, nên sáng trực tiếp ra ngôi nhà vào ban ngày. Ánh sáng tự nhiên, lượng gió trời lưu thông, mát mẻ thông thoáng lắm. Và cùng Hằng Ni chúng ta ngắm như là một lần nữa từ không gian phía cuối ngôi nhà. Đó, khoảng thông tầng nhìn lên trên, cao ráo mát mẻ. Ngồi đây tiếp khách nè, gia đình mình đón khách thì quá là phù hợp luôn. Phòng khách, phòng karaoke, phòng sinh hoạt chung. Mảng thượng khu vực sofa của mình được gia chủ thiết kế là giật cấp nhẹ vào bên trong đó cả nhà. Rồi nhấn nhá, rồi sử dụng những cái tấm đá ốp vào, nhìn rất là sang luôn á. Đó, một căn nhà thiết kế tương đối phù hợp luôn. Phân khúc giá bán 11 tỷ hơn. Và cùng Hằng Ni chúng ta tiếp tục di chuyển đến không gian khu vực các tầng bên trên để tham quan ngôi nhà. Ngay phía cửa tủ tivi của mình nè cả nhà, thì gia chủ sử dụng cho mình đó là chất liệu gỗ an cường. Đó, có đèn led chiếu sáng rồi tủ rượu, tủ trưng bày tương đối mát luôn á, nhìn rất là đẹp luôn ha. Và không gian khu vực tầng tiếp theo, tầng lửng bên trên. Cả nhà mình quan tâm ngôi nhà này, hãy liên hệ cho Hằng Ni với shop này hiển thị bên trên góc trái của màn hình. Em sẽ chở khách hàng mình tham quan thực tế và sự ngôi nhà bán tốt nhất. Đó, thang máy rồi thang bộ. Một ngôi nhà có thiết kế thang máy trọng lượng lên tới 450 kg. Thang này mỗi lần di chuyển như vậy là được 6 người, đầy đủ cho một đại gia đình của mình an cư sinh sống. Và từ khoảng không gian khu vực cầu thang của mình nhà cả nhà, nhìn xuống phòng khách một lần nữa. Đó, nhà mình nói về lợi thế diện tích chiều ngang là 4m2 mà chiều sâu vào là 16m nữa chứ. Cho nên vào không trong nhà của mình nó nhìn rất là thông thoáng luôn. Hằng Ni đang có mặt tại không gian khu vực tầng lửng, đã được gia chủ mình thiết kế hoàn thiện, dành hẳn riêng tầng này làm phòng bếp cho gia đình của mình. Mình có thể tủ bếp trên, tủ bếp dưới nè cả nhà. Được gia chủ sử dụng cho mình là chất liệu gỗ an cường, có chống mối mọt, chống mẩm, phong hành với thang mình trong thời gian an cư sinh sống. Trong đó mình có bày bếp đảo nè, rồi tủ rượu, tủ để đồ, bếp âm mặt đá, máy hút mùi, bồn rửa đầy đủ và hoàn thiện, tủ lạnh lớn hai cánh luôn. Và đây là không gian khu vực bộ bàn ăn 6 ghế, chill ha. Gia đình mình lên đây quay quần bên nhau ăn một bữa cơm, nhâm nhi một ly rượu, một ly trà, tương đối phù hợp luôn á. Còn bên đây là mình trải dài là những cái kệ tủ trưng bày nữa nè. Đó, còn mảng tường ở đây là mình thiết kế cho mình một cái tấm kính cường lực, tấm rương á, trang trí làm điểm nhấn. Và ban công phía trước rèm màn cửa nè cả nhà. Ban công chỗ ga khoảng 1,5m, có những cái ghế ngồi rất là chiêu luôn. Đó, mát mẻ thông thoáng ha. Đây, gia chủ mình còn để một cái dù trên này nữa, là mình mở dù ra che nắng che mưa rồi. Giống như là mình đi mấy cái resort vậy đó. Nhìn hay ha cả nhà, nhìn chiêu gì đâu luôn á. À mà Hằng đi chia sẻ một tí, ngôi nhà này chúng ta về mua về, em nghĩ là khu vực này nè, mình làm thêm một cái lan can sắt ở đây nữa, Hằng đi hỗ trợ trao đổi chủ nhà của mình. Lan can bằng sắt hay là bằng kính cường lực đó cả nhà, để kéo lên che chắn là kín đáo hơn á. Còn hiện tại là cái khoảng này là mình đang thông, mình đang để trống á cả nhà, nó chưa an toàn lắm. Và cùng em chúng ta tiếp tục di chuyển lên các tầng bên trên để tham quan ngôi nhà. Đó, nét ha. Đây, mỗi tầng như vậy là gia chủ thiết kế cho mình cái tông gạch khác nhau một tí. Bên dưới là gạch màu khác, bên đây là gạch của mình, gạch bóng kiến nè. Rồi cái tông là màu xám, hơi vân khói một tí. Ngôi nhà này tương đối đẹp luôn cả nhà. Đó, chill quá trời chill luôn. Và em tiếp tục di chuyển lên các tầng bên trên để cả nhà mình cùng tham quan. Một căn nhà phố gia chủ đang rao bán với mức giá là 11 tỷ 500 triệu đồng, giá còn bớt, khách hàng mình thiện chí mua nhanh nữa. Và đây là không gian khu vực kiến trời nằm ở giữa nhà nè cả nhà, thông thẳng lên trên luôn. Đó, lên sáng trực tiếp ra ngôi nhà, quá là đẹp luôn. Và Hằng Ni đang có mặt tại không gian khu vực các tầng bên trên để tham quan. Cùng em chúng ta vào bên trong thang máy để cùng ngắm nhìn thang máy của mình từ khoảng không gian khu vực tầng lửng của mình nè. Nhìn thông tầng xuống bên dưới, đẹp chưa, quá là nét luôn á. Khoáng ha, ngôi nhà này tận dụng cái không gian mở. Đấy rồi, thang máy trọng lượng 450 kg, mỗi lần di chuyển như vậy được 6 người, thang bóng kính nha cả nhà. Và không gian khu vực đầu tiên, hai phòng ngủ. Nhà mình có tổng là 4 phòng ngủ, phòng nào đã được gia chủ mình trang bị đầy đủ nội thất bên trong luôn, cũng như các trang thiết bị chúng ta mua về chỉ cần sắp vào ở.
bên trong thang máy nó thang máy cũng kính nữa cả nha. Đó, nhẹ. Đây, tới rồi. Và em đang có mặt tại không gian khu vực lầu đầu tiên đã được gia chủ mình thiết kế hoàn thiện. Phòng ngủ phía trước và phòng ngủ phía sau. Phòng ngủ phía trước nè. Mỗi phòng như vậy được gia chủ mình thiết kế cho toilet sử dụng riêng luôn cả nha. Toilet riêng bên trong đầy đủ các trang thiết bị, bồn vệ sinh, lavabo đường soi, ô cửa sổ cho khu vực kiến trời nè. Rồi vào tấm hai xiên đứng lên đất cao vuông tròn luôn. Và khoảng không gian khu vực phòng ngủ phía trước là mình có giường ngủ, hệ tủ tách đầu giường, bàn trang điểm. Đó, bộ sofa, ghế đôn để ngồi, rồi rèm màn cửa, ban công chỗ ở phía trước. Đầy đủ và hoàn thiện luôn. Và đặc biệt đó là nhà mình thuộc hướng chính là hướng đông như cả nhà. Một hướng tương đối mát, không có bị nắng vào buổi chiều. Cả nhà mình để ý là lên trên phòng ngủ thì cái màu gạch của mình lại khác cái phòng bếp một tí nữa rồi đó. Đó, phòng nào cũng đã được gia chủ mình lắp cho mình hệ thống máy lạnh. Ngôi nhà này đã đầy đủ các trang thiết bị nội thất rồi. Mình không cần xách đồ gì về quá nhiều đâu nha cả nhà. Và không gian khu vực phòng ngủ thứ hai nằm ở phía sau. Đó, một căn phòng cũng tương đối rộng luôn á. Phòng phía sau, phòng phía trước đều bằng nhau. Phòng nào cũng có tế sử dụng riêng luôn. Ngay mảng tường khu vực giường ngủ của mình nè, được gia chủ mình dán giấy dán tường á, tông á là màu kem phun trần lên trên luôn. Và không gian khu vực toilet bên trong nè cả nhà. Đó. Ở đây mình có một cái vách ngăn riêng biệt luôn á. Hai cái màu sử dụng khác nhau nè. Cái tông là màu xanh cổ vịt, rồi màu kem, màu xám. Ở bên ngoài là mình có ô cửa sổ kính trời nè cả nhà. Và gia chủ mình rất là chăm chút luôn á, rất là kỹ luôn á. Ở đây mình có những cái khung sắt bảo vệ nè cả nhà. Cho không gian mỗi tầng như vậy, nhà mình có trẻ em thì rất là an toàn cho đại gia đình của mình khi mà an cư sinh sống tại đây. Đó, tủ gỗ an cường, cái này nó chiếu sáng bên trong. Khung bao bọc bằng khung nhôm kính cường lực nè cả nhà. Và em tiếp tục di chuyển lên các tầng bên trên để cả nhà mình cùng tham quan hai phòng ngủ tiếp theo, phòng ngủ thứ ba, phòng ngủ thứ tư. Cả nhà mình quan tâm ngôi nhà này, hãy liên hệ cho Hằng Ni để đến tham quan thực tế và sổ ngôi nhà giá bán tốt nhất. Hằng Ni sẽ hỗ trợ khách hàng mình làm việc trực tiếp với chính chủ nhà. Và không gian khu vực tầng tiếp theo nè, lầu thứ 2, một trệt một lửng, lầu 1, lầu 2. Một căn nhà phố đầy đủ cho đại gia đình của mình an cư sinh sống luôn cả nhà. Bên trong thang máy thì có những cái tiếng nhạc nhẹ, nhìn rất là hay luôn á. Đó, tới rồi. Không gian khu vực tầng tiếp theo được gia chủ thiết kế tiếp tục cho mình, đó là phòng ngủ thứ ba nằm ở phía trước. Đây, lại thác thiết kế một tí nữa. Đó, bên trong toilet của mình nè, cũng đầy đủ các trang thiết bị rồi. Ở đây gia chủ còn thiết kế cho mình đó cả nhà, một cái ô cửa lấy không gian mở nhìn ra bên ngoài luôn đó, lấy sáng á, khi mà kính đáo hơn chúng ta kéo rèm che chắn lại. Và không gian khu vực bên ngoài là được gia chủ thiết kế cho mình tủ quần áo này trải dài luôn á, được sử dụng cho mình là chất liệu gỗ an cường nha cả nhà. Đó, mình có giường ngủ nè, hệ tủ tách đầu giường đầy đủ và hoàn thiện. Ban công chỗ ra phía trước, ban công chỗ ra nhẹ khoảng 8 tấc nha cả nhà. Trục đường bên dưới nè, kế bên nhà mình đó, đó có quán cà phê rồi quán ăn, nhà mình kế bên mặt tiền đường luôn, ngay chợ luôn á, cũng như là siêu thị đầy đủ luôn cả nhà. Khu phân lô tương đối đẹp luôn. Cái cửa của mình là sử dụng là lớp cửa lùa nè. Đây, không gian khu vực giường ngủ nè, đẹp ha. Em thích cái phòng này hơn phòng bên dưới á, tại cái tủ nó to nè, rồi cái giường ngủ của mình thiết kế trải dài như vậy á cả nhà, nhìn nó hay ha. Và không gian khu vực phòng tiếp theo, phòng ngủ thứ tư. À, cả nhà mình có phát hiện không, ở đây là bên trong toilet của mình còn hơi trống vắng một tí á, là thiếu cái lavabo với gương soi. Gia chủ mình thiết kế nằm phía bên ngoài đây. Đó, hay chưa, lavabo đường soi, cái tủ để đồ kết hợp nè, mình để mỹ phẩm hay gì đó đó, tương đối phù hợp luôn á. Và cùng Hằng Ni chúng ta tiếp tục di chuyển không gian khu vực phòng ngủ thứ tư nè, sinh lão bệnh tử sinh cho không gian khu vực cầu thang của mình. Phòng phía sau cũng đã được gia chủ mình trang bị hoàn thiện. Đó,
Đó, chúng ta có đầy đủ cái trang thiết bị nội thất bên trong rồi. Giường ngủ bọc nệm á cả nhà, rồi tủ quần áo, cái tủ tivi, bàn trang điểm, ô cửa sổ giếng trời, toilet sử dụng riêng bên trong. Và gia chủ đã lắp cho mình hệ thống máy lạnh rồi, đầy đủ và hoàn thiện luôn. Cả nhà mình nếu quan tâm ngôi nhà này, hãy liên hệ cho Hằng đi với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình để đến tham quan thực tế và sổ ngôi nhà cho bán tốt nhất nha cả nhà. Một căn nhà phố đầy đủ cho đại gia đình của mình an cư sinh sống, 4 phòng ngủ, có thiết kế thang máy bên trong nhà luôn. Và cùng em chúng ta tiếp tục di chuyển các tầng bên trên để tham quan ngôi nhà. Không gian khu vực tầng tiếp theo, Hằng Ly sẽ đi bằng thang bộ để cả nhà mình cùng ngắm nhìn thang bộ nè. Một ngôi nhà gia chủ thiết kế cho mình phòng xông hơi, phòng spa chăm sóc da, nghỉ dưỡng ngay chính ngôi nhà của mình, không cần đi đâu quá xa nha cả nhà. Không gian khu vực phòng xông hơi. Và ngôi nhà này là mình có lên tới hai cái ban công cực kỳ to lận. Đó, phòng xông hơi nằm ở phía trước nè. Quá là chiều luôn á, bên trong phòng xông hơi mà có để sofa nữa chứ. Hay ha. Nhà này mà chúng ta mời bạn bè đến chơi á, mình xông hơi, mình ngồi trò chuyện gì đó cũng rất là hay luôn á. Có sofa, bàn trà, bồn tắm sục, bồn tắm nằm nè. Đó. Và bên đây là phòng xông hơi đá nóng, xông hơi nước, xông hơi khô. Bồn vệ sinh có vách ngăn riêng biệt luôn. Hoặc có cả nhà mình á, nhà mình mà có nhu cầu á, mình mở spa nhỏ nhỏ tại nhà thì ngôi nhà này tương đối phù hợp luôn. Đó, là bồn đường soi, bồn tắm sục bên dưới nè. Còn cái không gian này gia chủ mình có trồng cây trồng hoa luôn, ô cửa giếng trời lên sáng trực tiếp ra ngôi nhà cả nhà. Đó, hay chưa, mình rất là chill luôn á. Mảng tường thì mình ốp những cái viên gạch nè, viên gạch 3D có đèn chiếu sáng chiếu rọi xuống thì nhìn nó cứ nét nét như thế nào á cả nhà. Đó, có những cái kệ tủ để đồ luôn. Còn bên trên trần là gia chủ thiết kế nhấn nhá cho mình bởi những cái lam nhựa dạng gỗ đèn led chiếu sáng nè. Đó, đẹp quá ha cả nhà. Và không gian khu vực sân thượng phía trước, phòng thờ ông bà tổ tiên thì theo phong tục tập quán của gia đình mình, nơi thờ cúng ông bà ở đây với mình thiết kế một cái khoảng không gian này nhỏ nhỏ nè, mình để một cái kệ tủ cũng được luôn. Khoảng thông lên trên là ô cửa giếng trời cả nhà. Còn phía trước này, à, mát chưa, có một cửa sổ lấy sáng lấy gió nè, rồi mình để bàn thờ ở đây. Rồi nhìn ra phía trước là một cái ban công nhẹ nhẹ rất là chill luôn á. Có ghế xích đu để ngồi, bàn trà, ghế ngồi đầy đủ và hoàn thiện ngay khu nhà cao tầng, tương đối an ninh, khu phân lô nha cả nhà. Kế bên cụm căn hộ chung cư rồi Dream Home luôn. Đó, bên trên là những khung sắt rồi hệ thống đèn chiếu sáng nè, tương đối mát mẻ luôn, để Hằng đi đóng lại cho chủ nhà. Và em tiếp tục di chuyển các tầng tiếp theo để cả nhà mình cùng tham quan. Không gian khu vực tầng tiếp theo nè, mình còn một cái sân thượng bên trên đó nha các nhà. Nhà đình tính nha, có hai cái ban công sân thượng tương đối to luôn á. Nhà mát mẻ thông thoáng lắm. Ngôi nhà này Hằng đi quay hơi lâu một tí, hơi dài một xíu á. Giờ bên trong nhà của mình thì gia chủ mình xây cũng tương đối nét luôn. Một số khách hàng mình ở xa thì mình xem rõ hơn từng chi tiết ngóc ngách bên trong. Bên trên nè cả nhà, mình có ô cửa nè để sáng lấy gió, giếng trời á, cho ngôi nhà những khung sắt bảo vệ tương đối kiên cố và chắc chắn rồi. Và khu vực không gian bên trên này tùy theo nhu cầu sử dụng của gia đình mình. Đó, ở đây mình có sẵn chỉ cấp thoát nước là để máy giặt máy sấy cũng được. Và không gian khu vực sân thượng phía sau đây, khu vực thay quần áo như cái nhà, hoặc là mình để máy giặt máy sấy ngoài này, những khung sắt bảo vệ tương đối kiên cố và chắc chắn. Bên trên nhà chủ thiết kế với mình máy tôn nè. Hoặc cả nhà mình thích cái không gian mát mẻ hơn á thì mình về Hằng đi sẽ hỗ trợ trao đổi với chủ nhà của mình, làm thêm cái trần chìm nè, hoặc trần la phong nhựa 60-60 á, mình để không gian nó mát mẻ và thông thoáng hơn. Và cái lớp cửa ra vào nè cả nhà, thật sự là em cũng chia sẻ một tí á, là những cái ngôi nhà em thích nhất là những cái lớp cửa trên ngoài ban công của mình làm những cái sen kẽ như vậy á. Thứ nhất là bụi không có bay vô nhà, mà cái lượng gió nó rất là mát luôn. Tại vì em hay đi dẫn khách vào buổi trưa á, khách xem nhà á, thì khi mà bước lên sân thượng những cái lớp cửa như vậy nè, có gió lùa lùa vào bên trong á, đi cầu thang nó rất là mát luôn nha cả nhà. Đó, ở đây là có cái ô cửa kỹ thuật của thang máy nè. Bây giờ mình mở cả nhà mình cùng xem thử nha. Đây, rất là an toàn luôn. Và không gian khu vực
để máy giặt máy sấy tại đây. Cả nhà mình không cần lo lắng là máy giặt máy sấy của mình mà nằm trên phòng thờ nha. Còn em nhìn ta nhìn xuống cái chỗ này á, là nằm cái khoảng trống ở bên dưới mà lúc nãy Hằng Nhi nó để cái kệ tủ á. Còn phòng thờ của mình là cái không gian khu vực phía trước này nè cả nhà. Đó, gia chủ mình á rất là chăm chút luôn á, tỉ mỉ thiết kế cho mình theo đúng phong thủy của ngôi nhà luôn. Phòng thờ của mình là từ khoảng này ra phía trước đây nè, còn ở ngoài đó là cái ban công bên dưới nữa đó. Tính ra nhà mình lên tới hai cái ban công lận. Bên trên này gia chủ mình có trồng cây chuối là mát mẻ lắm. Lên đây mình trồng cây trồng hoa, một cái không gian vừa đủ để sử dụng luôn rồi. Đó, trồng rau sạch để ăn uống cũng được luôn. View thì tương đối mát mẻ và thông thoáng, nhà mình tưởng chính là hướng đông nữa chứ. Và video của Hằng này đến đây cũng kết thúc rồi. Hằng này trân trọng cảm ơn khách hàng mình rất là nhiều luôn đón xem và ủng hộ cho em. Cũng như khi xem hãy nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Cả nhà mình quan tâm ngôi nhà này hãy liên hệ cho Hằng đi. Và em xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Chào tạm biệt. Bye bye.